đại diện à, có ông Mạnh đâu, Mạnh không đó cái nha, đại diện đi cưng, có một cây thôi. Anh Hiếu kìa, anh Hiếu kìa, anh quỳ đi anh Hiếu, chốt quỳ lên. Cho con quỳ xuống nè, tụi con quỳ xuống. Đây là chùa Tây Phương. Bữa này ngoài này mình mua được rồi ha, mình ha, mua mình vô chậu bự nó đẹp ha. Ờ hay á, ờ đẹp á, bông này sống lâu lắm nè anh Hiếu, nhiều chậu rồi mỗi chậu loại. Ờ đúng rồi, cái bình vô này đẹp ghê không, cùng họ sống đời nè, ngoài đường là vậy đó. Ừ, đẹp lắm, nó mua lấy nó để nhiều chậu nhỏ tụi cây xanh á. Ừ, nó gom vô đó. Đây là ngôi chùa Tây Phương trên đỉnh núi nha, chùa là chùa khỉ luôn á, khỉ nhiều lắm đó nha quý vị. Đây. Thôi đường này không biên hữu này, mới xây này nè, mới xây đường đây lâu rồi, ta xây lâu rồi mày nói vậy mà. Đây là tháp Xá Lợi nha quý vị, bình tĩnh nha, hai đứa không nói chuyện nha, đây lên tháp Xá Lợi nè, trang nghiêm. Ừ. Bắt đầu nè, nhiễu ra bên trái nè, bên trái nè chị. Đi vừa chắp tay lại Phật Nam niệm Nam Mô Di Đà Phật, đi nhiễu ba vòng. Đệ hữu duyên lành đầu năm đệ đi lãnh lễ Xá Lợi Phật nè, Xá Lợi Đức Cũng Sư. Lời Thế Tôn dạy sầu muộn là sầu, một tục phép còn cái chánh. Chắp tay niệm Phật đi con. Cảnh đẹp. Rồi được rồi anh Hiếu, đảnh lễ đi. Rồi quỳ xuống lại anh Hiếu, quỳ xuống lại Phật đi con Lộc. Bấm nút chụp á. Chụp á. Đây lên vợ chồng bác Út vô vô lại đi con, vô lại ngày Thiên Thủ.
cảnh trí thanh tịnh. Mấy cha chụp hình đấy coi hai chị em. Đứng lại hai chị em chụp hình đấy coi. Đó. Em chở nó đi nó xong. Công nhận con phái đi như vậy nè chú hai. Đi mà mạo hiểm gì là con phái dữ lắm. Ôi ôi tôi nói già được, đây là hợp luôn á. Đúng gu. Đúng gu với em Lộc luôn rồi đó. Phái mạo hiểm, nó nói con phái mạo hiểm như vậy nè. Trời ơi, này mà chị đi lên hang mai còn dữ nữa. Rồi lắm, điền hai mà. Em Lộc cũng đi mạo hiểm dữ lắm á. Đi 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 hang mai là phê lắm. Phê lắm á. Đi mà đi xe yếu té quá chừng té chạy luôn ra đây nè, hai chồng chụp hình nắm kỷ niệm rồi dữ dằn. Về Tây Phương nha. Nè ông mình uống nước rồi mình đi tiếp đi chùa kia ha. Uống nước nè con. Ngồi chế quải kìa. Ngồi chế quải kìa. Đó. Nè. Đó, quạo không? Trời, khí quang mà mày gờ được nó. Khí quang sao con gờ được. Quạo nó vớt luôn á. Khí quang là nó vớt à. Kìa đây nè, dưới đây con bày đứa kìa anh Hiếu. Nè nó dưới đây nè. Mấy này chắc lại cao quá. Nè. Đó nó ngồi bệnh đó kìa. Mày để ý tao hả? Đừng mình giật của tao hả? Hả? À, gịch à? Không, tinh tinh rồi mới gịch chứ mấy con này không gịch đâu. Đi ra đi dĩu vòng á, nếu nguyên vòng tròn á, 18 vị la hán, thập bát la hán á. Đi lên. Đi 18 vị la hán á, thập bát la hán. Đại hạnh phổ hiền. La hán tỉnh tọa. Này la hán cửu bát. Hầu trước đại hiện đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Di Lạc Tôn Phật. La hán thắng thủ. Và la hán kháng môn. Hồi trước Di Lạc Tôn Phật. Thấy không? Điện chuẩn đề nè. Chuẩn đề dương nữa chưa? La hán ba tiêu, La hán kỳ tượng. Dược sư Như Lai, La Hán Hàng Long, La Hán Trầm Tư. Nhân thù sư lợi Bồ Tát. Yeah.
Là cái chỗ nãy mình đi á, mình đi vô cái cổng đó, nó thiếu dưới chân núi á. Ờ à, nó dưới chân núi á. Là chỗ núi Vinh sư Minh Hùng á. Ừ đúng rồi, hồi nãy mình đi vô đầu cổng á. Ờ có nghệ sĩ được vậy không? Đúng rồi, đúng rồi. Của sư Minh Đức hay gì hơn? Mà thì diện Minh Đức. Tối nhà tối hay ha, một liên tinh đề. Đúng rồi đó, đó là hồi nãy mình đi cái cổng đầu cổng mình vô á. Địa Tạng Dương Bồ Tát. La Hán Khánh Hỷ và La Hán Phục Hộ. Được xuống tiên đâu không? Hả? Xuống tiên. Ở đây anh đi qua xuống tiên cũng được. Được rồi, đó đi rồi. Thiên Thủ Thiên Nhãn. La Hán Khoái Nhĩ, La Hán Bố Đại. Rồi. Xong, thập bát La Hán. Đâu con coi con giải cho chú Mạnh nghe coi. Đâu có nhiều khi con giải khác, chú Mạnh giải khác sao? Quá trời, nó cười hả 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 kìa. Anh với chị sợ con su nó cười hả 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 hả. Nó khoái quá, nó nói đã quá. Đây, đi lên đây nè. Ừ, nó lên trên đảnh đại con âm. Xong rồi cái nào mình xuống đây mình lại các vị tổ. Rồi lên lên. Mát mà vô. Lên đảnh lễ quan âm đi. À. Đường này lên đẹp lắm nè. Đó, quay qua chụp hình chụp tay. Gia đình quay qua chắp tay chụp hình đi. Chụp tấm nè. Hiếu chắp tay, đó, Xu chắp tay luôn. Đây, chụp tấm. Ok, rồi đi. Xu đi cái này là đúng phái nó luôn rồi. Nó nói phái quá phái rồi. Đúng hệ nó rồi. Kìa, hai ốc kìa, ngoài ngắm dưới luôn, ngắm dưới bình minh dưới kìa. Đi đường này nè, ngắm thấy kìa. Rồi mình đi xuống dưới hồ, mình đi xuống dưới đường hầm. Gác, ngồi xuống, ngồi đi bình xuống đây nè. Hồi mình đi xuống đây xuống cái hầm mà thờ mấy tổ bên khất sĩ mình nó hiếu. Hồi ôi con giấy đẹp. Trong quá trời mình đi nắng quá nó mới đẹp. Thì nắng mà. Nắng quá, nắng quá. À. Bên đây rỗng, bên đây rỗng. Ngắm cảnh. Ừ. Ừ. Mình đó. Ủa, rỗng hả? À, đẹp ghê không? Cái đó giả, đá giả. Phải không? Sao đục đá giả. Ôi ôi, nó mát kìa, gió kìa. Đây. Đây. Đó, à, nhìn xuống thành phố. Đã không? Cái đường mình chạy vô anh. Ừ. Trời ơi. Đây. Chẳng rồi đó. Vợ chồng bác Út. Coi 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 nhắm coi miếng nào mua miếng đó đi coi mốt mua. Chỉ đi. Chắc chắc xuống chứ chứ sao cũng mua à. Ờ chứ sao cũng mua à. Xin được lá xăm đó. Ờ. Thì mình nhớ đừng chỉ có nhớ chân quanh đèn á. Ờ đừng có nhớ chân quanh đèn được rồi. Giờ xin được lá xăm là cho được đúng không? Nhưng mà quan trọng đừng có nhớ chân quanh đèn nha. Ờ. Ừ. 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 Ừ.
về gán cài vài năm nữa mua đất anh hiểu. Quất một cái rồi vẫn chơi. Mà phải gán tu á. Gán tu mới được à. Có mà không tu là bị lấy lại hết. Có chân con đèn á. Có chân con đèn. Anh với Lộc giống lá sầm á. Ờ giống. Đây là hang Tam Tổ của Trúc Lâm Yên Tử, Tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử. Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Nhị Tổ Pháp Loa, Tam Tổ Huyền Quang là ba vị tổ bên Trúc Lâm Yên Tử này. Bên phái Thiền Tông này. Quỳnh đệ chúng con được hữu duyên lành tới đầu năm. Con cò bà con bà hư con cậu. Rồi bà Cúc nó nghe. Cái gì đeo kiến đó, kiến đó màu quên rồi. Bồ Tát hút dẫn nước không? Cái Bồ Tát hút dẫn nước không? Kể cho bà Út nó nghe hỏi, kể cho bà Út nó nghe nha. Gia đình nó tốt. Chữ vàng. Nè. Đây là chỗ di tích của tổ sư Minh Đăng Quang mình nè anh Hiếu. Đức Tôn sư mình nè. À, bắt đầu tổ ha, rồi tới các vị các đại đệ tử đó, pháp sư đồ anh Hiếu, pháp sư Giác Nghiên đồ anh Hiếu. Ờ đi ờ đi đường này nè, có dép ngoài đó. Đây là cái vị tổ bên bên cái hệ phái Khất Kỷ mà bên hệ phái Sơn Lâm nè, thấy không, Quyền Minh nè, là ngài là bên Khất Kỷ Sơn Lâm á anh Hiếu. Nè ông cậu mình nè anh Hiếu, ông cậu nè sư Giác Tiền nè, đây là cũng bà con mình đó Lộc. Thì cha nói là thầy của ông nội mà. Đúng rồi, không phải thầy ông nội khác, thầy ông nội là bên kia. Thầy ông nội không phải, còn này là vị này là Thích Giác Tiền là kêu bà nội, kêu bà ngoại con, là bà cố con á. À, này gia em chứ không ta? Ừ, đúng rồi. Với em bà ngoại mình, đúng không? Nếu đây qua đây à. Nè tổ sư Minh Đăng Quang, đây đức tổ sư Minh Đăng Quang nè. Nè đại lão hòa thượng, nè pháp sư Thích Giác Nhiên nè, quá tịch anh Hiếu, Giác Nhiên nè, thấy không, đây là vị tổ Giác Chánh nè, vị tổ anh Hiếu Giác Chánh nè. Nè giáo đoàn 2 nè, Giác Tịnh à, ngày bên Thích Giác Tịnh là giáo đoàn 2. Lấy giáo năm nè, là hòa thượng cầu là mới tập rồi đó, rồi tới sư Hà nè, Giác Huệ nè, giáo đoàn 6 nè, nếu sư Huệ gì đó, thích Giác Huệ đó, giáo đoàn 6 nè, không thầy Từ Huệ nè, thầy Từ Huệ là ở bên dưới Bí Tho nè, nhớ không, là cái thầy Từ Huệ nè, nhưng mà thầy sau này thầy đọc qua cái bên kia đó, cái máy đó. Giác Du nè, mấy bà ghe nè, thấy không?
sư trưởng thành lập tỉnh xá Ngọc Hương, Ngọc Quý, thành phố Vũng Tàu, Ngọc Phước, thị xã Bà Rịa. Người Đồng Tháp ha. Thích Giác Nhu. Giác Tánh nè, Long An nè, Hiếu, Thủ Thừa nè. Ha. Quý sư thương quá. Mình nhớ lại mấy quý sư thương ha, Hiếu à.